Xin chào các khán giả thân thương của chuyện lạ thế kỷ 21. Sau một thời gian dài đợi ôn thi và một số chuyện cá nhân, admin thân thương đã trở lại và lợi hại hơn xưa với tên gọi hoàn toàn mới, chị Bánh Xèo. Admin hứa sẽ làm nội dung hấp dẫn và ly kỳ hơn. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ channel nhé. Admin nhớ mọi người rất là nhiều. Những vũ khí công nghệ xém hủy diệt nhân loại. Xin chào các bạn. Các bạn có biết từ hàng ngàn năm nay có rất nhiều phát minh khoa học được công bố nhằm làm cho thế giới ngày càng hiện đại hơn, cuộc sống con người ngày thuận tiện hơn. Bóng đèn điện chiếu sáng, xe ô tô, điện thoại, máy móc, trang thiết bị tối tân, v.v. đều là những sản phẩm được bộ óc con người sáng tạo ra để thay đổi nhân loại. Thế nhưng, không phải siêu phẩm công nghệ nào xuất hiện cũng thay đổi thế giới theo hướng tích cực đâu nhé. Bạn sẽ phải vô cùng ngạc nhiên khi biết được trong quá khứ đã từng có rất nhiều nhà nghiên cứu đưa ra những sáng kiến đáng ra đã hủy diệt trái đất. Có lẽ vì Thượng Đế vẫn còn xót thương nhân loại nên thật may mắn, những thảm họa phát minh lúc bấy giờ đã biến mất một cách bí ẩn cùng với tác giả của nó. Cùng điểm mặt những sáng kiến nguy hiểm được sinh ra từ những trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh, đáng lẽ đã biến đổi thế giới, nhưng lại biến mất tiêu mất tích như thế nào nhé? Thứ nhất, tia Tesla đáng lẽ đã hủy diệt nhân loại. Học giả có bộ óc thiên tài, nhà bác học điên Nikola Tesla đã từng nảy ra ý nghĩa rằng là sẽ chế tạo ra một khẩu súng tên là tia Tesla vào những năm 1930. Loại vũ khí đặc biệt này có thể bắn một chùm hạt xuyên qua không khí và chứa đựng năng lượng vô cùng lớn, có thể hủy diệt 10.000 máy bay chiến đấu trong phạm vi là hơn 300 km. Tesla cho rằng ý tưởng này của ông nếu được công bố có thể sử dụng để kết thúc chiến tranh, vì quốc gia nào cũng sẽ cố gắng tậu về cho mình một em để phô trương thanh thế. Chính vì nó quá nguy hiểm và sợ lọt vào tay kẻ xấu, nên bản thiết kế sáng kiến đáng lẽ ra đã biến đổi nhân loại này chưa từng được Tesla công bố, và nó đã đi theo xuống mồ khi ông qua đời vào năm 1943. Về sau thì một số người thân cận bên Tesla có đồn đãi về thông tin của tia Tesla. Năm 1937, Liên Xô đã cố gắng thực hiện rất nhiều thí nghiệm nhưng đều thất bại. Giới quân sự Nga lúc bấy giờ không hề biết rằng với những chi tiết sơ sài về phát minh nguy hiểm mà họ đang nắm giữ không thể giúp ích được gì cho âm mưu làm bá chủ thế giới của họ. Thứ hai, những hạt khí lẽ ra đã thay đổi thế giới nếu không bị thiếu kinh phí. Một lần nữa, nhà bác học điên Nikola Tesla lại khiến cả thế giới phải hoảng hốt khi ông tiên đoán rằng một ngày nào đó, trái đất sẽ chìm trong màn đêm u tối và không có ánh nắng mặt trời. Chính vì vậy, từ bộ não siêu sáng tạo của mình, ông đã chế tạo ra một loại hạt khí loãng nhạy cảm, có khả năng phát quang và cung cấp ánh sáng cho cả hành tinh xanh. Ông đưa ra kế hoạch thực thi sản phẩm trí tuệ bằng cách sử dụng tia cực tím, chứa nguồn năng lượng siêu lớn và cho bắn vào các hạt khí để chúng phát ra ánh sáng. Việc xây dựng tháp Wardenclyffe tại Shoreham, Mỹ được tiến hành cùng với cơ sở viễn thông sản xuất năng lượng điện. Đáng ra cả trái đất có thể đã không còn cần đến ánh sáng mặt trời mà lại được sử dụng một nguồn năng lượng không dây. Kế hoạch ban đầu có vẻ tuyệt vời, nhưng khi trình ý tưởng cho là JP Morgan, một trong những hãng dịch vụ tài chính lâu đời nhất thế giới, trụ sở tại New York, để xin tài trợ, thì bị từ chối vì tính khả thi không cao. Một thời gian ngắn sau, dự án cung cấp năng lượng với quy mô toàn cầu của Tesla đã phá sản vì thiếu kinh phí. Thứ ba, đáng ra hệ thống mã hóa kỹ thuật số Sleuth đã thay đổi thế giới công nghệ. Với trí óc siêu phàm, thiên tài công nghệ thông tin Frommer John Bernhard Sleuth đã từng sáng tạo ra bí quyết thu nhỏ dung lượng của những bộ phim nhiều gigabyte, xuống nhiều nhất chỉ còn 8 kilobyte. Năm 1999, ông đã bảo vệ công trình nghiên cứu của mình trước những ông trùm giới công nghệ và thuyết phục họ mua nó. John Sleuth đã cho trình chiếu 16 bộ phim được chứa đựng trong một con chip 64 KB. Ai nấy cũng không khỏi ngạc nhiên khi có mặt trong sự kiện này, và họ cho rằng chắc chắn ông sẽ trở thành tỷ phú từ việc nhượng lại sản phẩm của ý tưởng. Thế nhưng chỉ 2 ngày trước khi chuyển giao thuật toán lại cho đối tác thì ông đột ngột qua đời một cách bí ẩn. Người ta đồn đoán rằng James Sleuth đã bị đau tim, nhưng cũng có thể là bị ám hại để cướp ý tưởng sáng tạo. Chi tiết con chip và bí mật về thuật toán mãi mãi biến mất đã nói lên điều này. Thứ tư, bộ máy siêu chế hòa khí đáng ra đã thay đổi ngành chế tạo ô tô thế giới. Tom Ogle là một thợ cơ khí bình thường đã sáng chế ra loại hộp máy đặc biệt.
Bộ não thông minh của Tom đã tạo ra nó là một cái hộp màu đen gần giống như là bộ chế hòa khí bình thường của xe ô tô. Nếu bỏ đi một bộ chế hòa khí cũ và thay bằng cái hộp đặc biệt của Tom, thì xe hơi của chúng ta sẽ chạy xa hơn thêm vài trăm cây số tương đương với một lượng nhiên liệu bằng nhau. Hộp tiết kiệm nhiên liệu này được kiểm tra bởi các chuyên gia cơ khí và được công nhận là sáng kiến sáng tạo nhất thời bấy giờ. Các tập đoàn khai thác dầu mỏ đã bỏ ra hàng tỷ Mỹ Kim để mua chuộc và mong anh dừng chế tạo những chiếc máy này, bởi phát minh của Tom có thể sẽ làm cho họ phá sản vì không đoán được nhiều nhiên liệu nữa. Nhưng anh đã từ chối. Thật là đáng tiếc, vì không lâu sau, Tom Okro đã bị bắn chết vào năm 1981. Cách thức chế tạo ra bộ máy siêu chế hòa khí mãi mãi nằm sâu dưới đáy mồ, thay vì đáng ra đã thay đổi ngành chế tạo ô tô thế giới. Dư luận cho rằng, cái chết của người thợ cơ khí với bộ não thiên tài có liên quan đến những tập đoàn dầu mỏ. Thứ năm, bê tông La Mã, bậc thầy của kiến trúc hiện đại đã thất truyền. Hình ảnh mà các bạn đang xem là một bức tường bê tông đã gần 2.000 năm tuổi tại thành Rome, với công nghệ sáng tạo bậc nhất trong xây dựng thời bấy giờ. Đây chính là một trong những minh chứng cụ thể nhất cho tính năng vượt trội hơn hẳn của bê tông La Mã. Trong khi những ngôi nhà cao chọc trời được cấu thành nên từ bê tông ngày nay, thì chỉ tầm 50 đến 70 năm là đổ sập thành xà bần. Nhiều năm gần đây, rất nhiều nhà nghiên cứu đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức để tò mò, tọc mạch về bí quyết để có được những bức tường siêu bền như này. Chính trò núi lửa đã tạo nên sự cứng cáp và vững chãi vô đối cho những công trình cổ đại ấy. Thật là đáng tiếc vì vẫn chưa có ghi chép hay bằng chứng khoa học chi tiết nào được tìm thấy về bí quyết xây dựng thần thánh này. Nếu không thì chắc chắn nó sẽ được áp dụng và biến đổi công nghệ xây dựng của cả thế giới hiện tại. Thứ 6. Lẽ ra xe hơi đã chạy bằng nước thay vì xăng nhờ sáng kiến của Stanley Meyer. Stanley Meyer sinh năm 1940 và mất năm 1998. Kỹ sư cơ khí đã nảy ra một ý tưởng mà các nhà vật lý cho là bất khả thi. Ông đã chuyển nước thành năng lượng hydro để chạy chiếc xe hơi của mình và đi du lịch khắp nơi từ New York đến Los Angeles, chỉ tiêu tốn hơn là 80 lít nước. Hệ thống động cơ được trang bị với nhiều bộ phận máy móc nhỏ, hoạt động theo dây chuyền với nhau. Chúng có thể tách rời những phân tử nước thành hydro và oxy, sau đó cung cấp năng lượng cho xe ô tô hoạt động. Nếu các bạn không tin thì hãy xem qua video dưới đây. Viễn cảnh các phương tiện đi lại sẽ hoạt động bằng nước mà không cần phải tốn nhiều tiền mua xăng dường như có vẻ sắp thành hiện thực khi chúng ta theo dõi đến đoạn này, phải không các bạn? Nhưng mọi chuyện đã diễn ra thật tồi tệ hơn chúng ta hy vọng. Stanley Meyer đã qua đời một cách kỳ lạ vào năm 1998 khi ông chỉ mới là 57 tuổi. Công trình nghiên cứu cũng kết thúc từ đây. Nếu như Stanley Meyer không chết tức tử như vậy, mà công trình nghiên cứu tạo ra những đóng góp mang tính cách mạng cho môi trường được nhân rộng ra, thì nhân loại hôm nay đã đổi khác rồi. Mọi người sẽ không bị ngửi khói độc hại khi là ra đường và không còn phụ thuộc vào các loại nhiên liệu như xăng dầu nữa. Thứ 7. Ngọn lửa hóa học bí ẩn của người Hy Lạp. Hạm đội của người La Mã đang thiêu đốt hạm đội của kẻ thù là nội dung tạm phiên dịch từ dòng chữ trên bức hình mà các bạn đang nhìn thấy. Sở dĩ mà những chiến binh Hy Lạp thời bấy giờ có thể tự tin đến như vậy là vì họ đang nắm giữ trong tay vòi phun lửa hóa học bí ẩn. Ngọn lửa tàn bạo này có thể thiêu đốt cả một chiếc tàu chiến khổng lồ ngay trên mặt nước và chúng chỉ có thể bị dập tắt bởi giấm, cát và nước tiểu. Cơ mà giữa biển cả mênh mông như Ri thì đào đâu ra giấm nhỉ? Hay họa may, có một người khổng lồ ngoi lên từ đáy biển và thải ra hàng ngàn khối nước tiểu mới cứu được những tên cướp biển râu ria bậm trợn kia. Cho đến hôm nay, vẫn chưa có ai biết là vũ khí hủy diệt kia được chế tạo từ những hóa chất gì. Chắc có lẽ là hải quân Hy Lạp đã đoán trước đợt sáng chế này thuộc vào tay của một cá nhân khát máu thì đó là hậu quả sẽ khôn lường. Nên họ đã ém nhẹm bí quyết cho riêng mình và quyết định ôm công thức xuống hồ chứ nhất quyết không chỉ lại cho bất cứ truyền nhân nào. Thứ 8. UFO có khả năng chống lực hấp dẫn, phát minh cổ quái của Đức Quốc xã có làm thay đổi thế giới không? Nhà nghiên cứu chiêm tinh Ernst Jünger đã trở nên nổi tiếng, không phải là chỉ những kết quả nghiên cứu vĩ đại mà là nhờ vào giả thuyết về UFO điên rồ. Ấy thế mà Đức Quốc xã đã dựa vào ý tưởng phi lý đó để tạo nên một vật thể lạ, được coi là phương tiện di chuyển có khả năng chống lại lực hấp dẫn và mục đích chính là để liên lạc với người ngoài hành tinh nếu cần viện trợ trong chiến tranh xâm lược. Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, phát xít Đức thất bại, tháo chạy về Nam Cực và tiếp tục đầu tư cho dự án nhảm nhí này, nuôi hy vọng thống trị thế giới, hòng tạo ra chiến tranh và biến đổi nhân loại. Hú hồn thay, một cuộc điều tra có sự tham gia của Mỹ đã tiến hành.
kiểm tra tính chính xác của các bằng chứng nghiên cứu khoa học về tính khả thi của UFO đặc biệt này. Và cuối cùng, giới chuyên gia đã kết luận đây chỉ là một niềm tin ảo tưởng, mù quáng và tất nhiên là công trình bị tiêu hủy ngay sau đó, để tránh hậu họa hủy diệt con người. Thứ 9, thuốc giải độc vạn năng có thật sự là phát huy tác dụng nó còn tồn tại đến bây giờ? Lần này thì loại thuốc giải bách độc được cho ra đời bởi một người đứng đầu đất nước chứ không phải là một nhân vật vô danh tuyệt tốt nào khác. Người ta cho rằng đức vua Mithridates VI của đế quốc Pontus, trị vì từ năm 120 đến năm 63 trước công nguyên, đã lên ý tưởng bào chế ra một loại thần dược có khả năng cứu nhân đổi thế, điều trị được tất cả các loại bệnh và thay đổi hoàn toàn bộ mặt của ngành y học thế giới trong tương lai. Tuy công thức chính xác đến hôm nay đã bị thất lạc, nhưng vẫn có rất nhiều toa thuốc được gắn mác là thuốc giải bách độc, bao gồm thuốc phiện, nọc rắn và tổng hợp các dược phẩm nguy hiểm nhất đi kèm với thuốc giải của nó. Cải thiện y học đâu chưa thấy mà chỉ biết rằng tống cái thang thuốc kịch độc này vào người thì thấy là lành ít dữ nhiều rồi nha. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, thì chúng ta vẫn phải công nhận rằng sáng kiến từ bộ óc sáng tạo của vua Mithridates thứ 6 đáng ra đã phải biến đổi toàn nhân loại nếu không bị thất truyền. Và cuối cùng là vũ khí tia nhiệt có thể đã hủy diệt trái đất nếu còn lưu truyền. Archimedes, nhà toán học Hy Lạp, đã tự hào với sáng chế có tên gọi là vũ khí tia nhiệt. Phát minh có khả năng sát hại một lượng lớn con người, được miêu tả là bao gồm những chiếc khiên đồng, có khả năng phản chiếu ánh sáng mặt trời và tạo ra những ngọn lửa hung tợn, có thể thiêu đốt cả một hạm đội của quân địch. Mặc dù chương trình nghiên cứu MythBusters đã thất bại trong việc thử nghiệm loại dụng cụ nguy hiểm này và tuyên bố rằng đây chỉ là một truyền thuyết được theo dệt hư cấu, Học viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ đã thực thi tương đối thành công ý tưởng 2.200 năm tuổi vào năm 2005 bằng việc đốt cháy một con tàu nhỏ ở cảng San Francisco. Một cái kết tạm. Có vẻ như những con người được trời phú cho khả năng siêu phàm có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo. Thay vì biến đổi cả thế giới thì họ đều phải chịu một kết cục không hề tốt đẹp bởi những thế lực đố kỵ giấu mặt. Còn đối với những phát minh mang tầm vóc thay đổi thế giới thì đôi khi vẫn có một vài vô tình có thể sẽ hủy diệt nhân loại. Nhưng may thay, các nhà khoa học đã ý thức trước điều đó và chỉ giữ nó cho riêng mình. Và chúng ta vẫn còn có thể thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng những thảm họa của sự sáng tạo đó đã mất tích hoặc chôn xuống tận đáy hồ cùng với chủ nhân của nó. Nếu cảm thấy video này hay, hãy cho chị bánh xèo biết nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.